con đường hoạt động của chị buồn cũng nhiều, nhưng mà vui thì cũng nhiều. Giống như ông trời cho mình cái điều gì mà thật sự là tốt đẹp, may mắn thì sẽ lấy mình cái khác. Thì chị đúng là mình là... được cái hào quang, đúng phía là... sau hào quang mình sẽ rất nhưng là mà thật sự cái tận ở trong lòng chị, trong suy nghĩ chị từ nhỏ đến bây giờ đó, cái hào quang đó là tự chị mê nghề, chị cố gắng chị hát thôi, chứ thật sự là chị không có thích cái hào quang. Tại vì mỗi lần một cái hào quang, một cái điều gì á là ở trong nghề nghiệp chị tới đó, thì y như rằng sau đó nó sẽ có một cái điều mà nó không may mắn đến với chị, nhất là cái chuyện tình cảm. Trong cuộc đời đi hát của chị ha, mấy chục năm rồi, đã có rất nhiều lần chị nói là chị sẽ xin tri tổ nghiệp rồi chị đừng đi hát nữa. Quá trình mà đi diễn cải lương á, thì em thấy là chị với anh Vũ Linh á là giống như một cái cặp, giống như người ta gọi là cặp sóng thần á. Thì trong cái quá trình mà chị với ảnh đi diễn á, ăn ý trên sân khấu, nhưng mà ngoài đời thì là chị và ảnh có cái sự thân thiết không, hay có những cái kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất về cái sự nghiệp đi diễn với anh Vũ Linh? Đối với anh Linh á thì mà không phải riêng cá nhân mình chị, anh Linh anh hát rất là nhiều cô Đào, giống như chị Tài Linh, rồi chị Phương Hồng Thủy, rồi Ngọc Quyền, rồi Thoại Mỹ, rồi sau này là Tú Sương với Trinh Trinh. Anh hát chung với Linh cũng đều thích hết á. Bởi vì ảnh hát ảnh rất là nâng đỡ cho cái người bạn diễn. Từ cái chỗ nâng đỡ sau đó đó thì sẽ thành cái diễn mà liên kết với nhau. Mà cái thời điểm đó em có nghe nói là chị với anh Vũ Linh là hai người có yêu nhau à? Thì cái đó là tình yêu trên sân khấu thôi. Ra đời chị với ảnh cũng cãi miết hả? Thì đó là cái góc khuất phía sau hậu trường á. Nhiều khi chị với ổng cãi nhau hả? Là không có nhìn mặt nhau luôn á. Ủa ghê vậy? Mặt lớn mặt nhỏ, nhưng mà bắt đầu cái cảnh kia ra là phải ôm nhau, phải thân thiết. Ủa vậy hả? Có nghĩa là ở trong vừa diễn ở trong hậu trường là cự nhau, xong ra phải ôm nhau. Ôm nhau thân thiết lắm. Mà diễn mua bẩn luôn. Mua bẩn luôn rồi chừng dứt cái cảnh đó xong vô là giận tiếp. Vậy đó. Cho vui vậy. Khi mà ở Việt Nam á, chị cũng là một cái người rất là thành công nè, cũng có nhà cửa đúng không? Có xe cộ, có công danh sự nghiệp. Mà khi mình qua Mỹ có nghĩa là mình bắt đầu lại từ đầu. Đúng rồi. Mình trở lại con số 0. Chị có cảm thấy bị áp lực hay là chị lo lắng hay là chị cảm giác bị tiếc nuối không? Tiếc nuối thì chị không có tiếc nuối, nhưng mà chị có lo lắng. Không biết sắp tới thì mình sẽ làm sao. Nhưng mà ở trong đầu chị cũng phải nói là phải cố gắng. Người ta sống được thì mình sống được. Chị qua Mỹ là cái năm chị bao nhiêu tuổi ta? Chị qua năm 12, bây giờ năm 20 năm rồi. Thì lúc đó là bây giờ chị 60, lúc đó chị qua chị 50. Qua lúc đó cả thời điểm đó. Người ta nói chị biết không, khi mà qua Mỹ là phải qua từ lúc trẻ. Qua mà lỡ cỡ để mà gia nhập với lại cái cộng đồng môi trường khó lắm. Đúng rồi. Trước đó là chị đi diễn ở Mỹ cũng 7-8 lần rồi. Nhưng mà chị không có ý định là chị ở Mỹ luôn đâu. Mà từ ngày mẹ chị mất á. Mẹ chị mất rồi chị cũng thấy chị buồn. Mẹ chị mất được 2 năm là chị đi qua Mỹ luôn đó. Chị là một người rất là đam mê nghệ thuật đúng không? Ở Việt Nam ngày nào chị cũng có thể đi hát, mà qua đây tự nhiên cái show chầu nó sẽ giảm đi. Rồi chị phải chuyển qua một cái nghề khác, thì chị có cảm thấy là mình buồn hay mình chạnh lòng hay là mình nhớ nghề không? Không, chị không có cảm giác cái đó. Tại vì chị nghĩ nghề nào cũng là một cái nghề. Quan trọng là cái nghề của mình làm á, nó có lương thiện hay không. Ở bên Cali chị làm trong cái tiệm phở đó mà. Chị bưng phở rồi chị dọn bàn. Tại vì cái lúc mà chị đi vô chị làm trong tiệm phở đó, thì có hai bác đó, thương chị lắm, là giới thiệu cho chị đi vô tiệm phở làm. Thì chị ngồi chị làm thu tiền thôi. Chị thu tiền. Yeah. Nhưng mà cái lúc mà cái tiệm đó nó đông dữ lắm luôn. Là chị vừa qua tới nơi là chị đi không có làm. Chị qua tới nơi là chị học neo, xong rồi chị đi làm một thời gian cái chị buồn. Mấy chị nói thôi không đi làm neo nữa. Buồn là buồn sao? Mấy người ta neo ấy có nhiều người dữ lắm. Đúng. Cho nên chị sợ. Chị đi làm thời gian cái chị thấy chị sợ quá, với lại á giống như cãi không lại đó hả? Được. Chị không biết cãi đâu. Thể nó tiếng nói tiếng sao mà là chị khóc à, chị không biết cãi. Chị làm neo bao nhiêu lâu thì chị buồn rồi chị nghỉ? Lúc đó chị làm khoảng được 2 năm á. Cái xong cái hai cái bác bên Cali thương vậy, nó thôi giờ con muốn làm gì, chị nói con làm gì cũng được hết á. Nó nói vậy thôi bác giới thiệu con vô tiệm phở con tính tiền nha. Nói gì hả, con làm được. Cái chị vô tiệm phở chị tính tiền. Xong thì cái phở đó tiệm nó đông lắm. Chị thấy cái cô bé manager đó, cô cũng chạy, cô cũng đi dọn bàn phụ tại vì không có kịp. Rồi cô bưng phở, rồi chị ngồi trên kia chị nhào xuống luôn. Chị cũng chị làm đúng rồi, chị cũng khách khứa nhiều quá đứng chờ, chị cũng đi đẩy xe đi dọn bàn. Đó chị không có cái gì để mà chị xấu hổ hết trơn á. Tại cái đó cũng là một cái công việc để mà mình làm từ một cái công sức của mình. Xong cái thời gian
cái cô manager đó, cô ở Mỹ nó lâu rồi, cô nhỏ tuổi còn hơn con gái chị nữa đó. Yeah. Mà cổ nạt chị đó, chị khóc quá trời, xách túi đi về luôn. Ừ, xách túi đi về khóc quá trời khóc luôn. Bắt đầu là những cái ngày đó, những lúc đó là tuổi thân đó. Thật sự ra là chị cũng xác định là mình đi làm đó thì mình phải cố gắng cái vấn đề đó. Khi mà chị bước chân vô tiệm làm, chị không nghĩ chị là ai đó, chị là nghĩ là chị là một cái người đi làm bình thường thôi. Nhưng mà chị nghĩ là cô không có tôn trọng cái người lớn. Đó, xong rồi cái chị nghĩ cái khóc quá trời, bữa đó khóc quá trời luôn. Đến sáng hôm sau dậy cái bắt đầu nghĩ ra việc mới nữa. Nghĩ ra việc mới, đi làm neo trở lại. Lại đi làm neo trở lại. Làm neo trở lại tới giờ luôn. Lần lần thì chị cũng phải chấp nhận để theo cái nghề này thôi. Con chị nói thôi mẹ đừng đi làm, tại thấy lâu lâu cứ về nhà khóc. Thôi mẹ đừng đi làm nữa, tụi con lo cho mẹ được mà, đâu có đâu gì đâu. Nhưng mà chị ở nhà hoài chị bệnh em ơi, chị không có ở không được. Cái hiện tại ở đây cái thu nhập chính của chị là bằng từ ngành nail đó hả? Chị đi làm facial, chị làm nail đó. Cũng đủ sống, dư thì dư chút đỉnh. Hiện tại thì hai người con của chị qua Mỹ là hai bạn đang làm về công việc gì? Trước đây lúc con gái chị nó 20 tuổi đó thì chị có cho qua Mỹ cho nó học đại học ở bên đây 6 năm, xong nó về Việt Nam nó làm việc. Là đi du học đó hả? Đúng rồi, chị cho chị đi du giỏi học. Nuôi con du học là giỏi. Không, đó. Không phải mình chị mà chị với ba nó. Hai người hùng nhau. Bên nội cũng lo cho con gái chị nó học cũng 6-7 năm xong rồi về Việt Nam. Lại về Việt Nam. Để nên làm việc ở bển. Lúc đó là chị chưa qua Mỹ. Ừ. Lúc đó là mẹ chị chưa mất. Thế xong sau này chị với con trai chị đi qua trước. Con gái chị nó thôi giờ mẹ với em qua rồi thôi con đi qua đây con ở luôn. Bây giờ là con gái chị nó đang bán trong cái tiệm thuốc Tây á. Còn con trai chị nó vừa học đại học mà nó vừa làm manager ở tiệm bánh 85 á. Đó là tính ra là từ lúc mà chị hoành lại với cái ngành nail thì tính ra là bây giờ chị đã chính thức chị làm với nail là bao nhiêu năm rồi? Cái đó chị ngưng mà khoảng chừng 2 năm thì chị qua đây 10 năm thì cũng 8 năm rồi. Có bao giờ trong đầu chị nghĩ là chị phải làm chủ tiệm nail không? Không có đi làm. Không, chị không thích. Chứ với cái tên tuổi chị mở tiệm được. Chị biết mà. Chị không có thích làm chủ đâu thôi. Đi làm công xong mà xách túi đi về thoải mái hơn làm chủ tiệm. Khỏi bị áp lực phải không? Lại chị nói em nghe, làm chủ tiệm em phải cứng cửa, em phải dữ dằn lên. Đúng rồi, chứ mà hiền như chị em nghĩ chắc sợ nó đi hết quá. Chị là không có thích dính dáng tới tiền. Trước đây ở bên Việt Nam chị làm mấy cái chương trình show đó để mà lấy cái quỹ cho người nghệ sĩ nghèo đó, chị làm cũng 3-4 chương trình đó. Thì chị giao cho chú chị là chú tiền bạc là chú đừng có nói gì con nha. Con không có biết đâu, bán vé bán gì đó, chi phí gì thì chú đưa cho con thôi. Còn chị thì cho lo cái phần nghệ thuật thôi. Ở trong cái quá trình mà chị ở đây, chị cứ đi giũa neo ngày này qua tháng nọ như vậy, rồi chị có bao giờ chạnh lòng là ồ mình không có đi nhiều show nữa, hay là mình buồn, hay là mình cảm thấy nhớ nghề không? Không, coi như là chị qua bên chị qua đây thì chị làm cái facial nhiều hơn. Chị làm về cái mã skincare. Đúng rồi, chị làm facial nhiều hơn. Là tại vì lúc bên Cali là chị có học lấy cái bằng facial. Thật sự ra đó, khi mà qua Mỹ là chị xác định là cái nghề hát là cái nghề phụ, cái công việc mình là cái nghề chính. Nói nhớ nghề thì là thật sự ra nhớ anh em nghệ sĩ nhiều hơn, để mình gặp mặt với nhau. Còn nghề mình nhiều khi chị mỏi, đến giờ này cũng đã mỏi mệt rồi. Dạ, yeah. Bên cạnh chị không có một cái bóng người đàn ông nào. Không, chị vẫn còn đẹp nha. Lúc mà chị qua Mỹ đó, chị ở bên Cali đó, yeah. Thì lúc đó là chồng của chị Cẩm Thu đó, là anh Philip Nam bây giờ đó, yeah. Với lại mấy người linh tâm rồi đó, nói chị là kiếm người làm mai cho chị. Dạ. Và nói là bên Mỹ này là mình phải cần có người đàn ông. Chị đang phân vân, chị nói ủa tại sao là bên Mỹ này phải cần người đàn ông. Thì lúc đó mấy người cứ kiếm người làm mai, mà tại vì chị thật sự ra chị cũng hơi bị khó tính một chút. Dạ. Cho nên là giới thiệu người nào thì cũng nó không được hết trơn á. Cũng có giới thiệu rồi đó cũng hả? Có giới thiệu, cũng cho gặp mặt luôn. Vừa thấy mặt là trả lời không có được đâu. Không có được. Rồi trả lời thẳng mặt vậy luôn hả? Không, trả lời với cái ông làm mai đó. Sao cho người ta cái cơ hội, ít nhất phải đi ăn đi uống, phải trò chuyện chị mới biết làm sao chứ. Thật sự ra là trong lòng chị không muốn, tại mấy người kia ép chị. Chị nói em thấy bên Mỹ này sống một mình sướng thấy mồ, đâu có cần có người đàn ông đâu. Tại cái gì chị cũng làm được hết.
Đi ra đường, đường xá thì chị cũng tự đi, chị cũng mở cái GPS. Đúng rồi, GPS đi tới đâu chị cũng đi hết á. Đó. Nhưng mà thời ở Việt Nam là chị đã biết lái xe hơi chưa? Chị đã lái xe cộng 10 năm ở bên Việt Nam rồi. Lúc chị ở bên Việt Nam cái thời của chị đó. Cái thời Hoàng Kim của chị cũng có chị tự make up. Rồi làm tóc thì chị cũng phải tự làm. Chị không có thích ai làm cái đầu chị hết á. Trời, chị phải tự làm tính tóc. Tính là chị khó tính từ bé luôn. Buổi đồ mà ra sân khấu mà một lần nhăn cũng không được luôn đó. Trời ơi. Này em đang nghĩ là tuổi trẻ chắc chị cũng yêu nhiều nên giờ già chị chán. Nhưng mà nghe câu chuyện thì em nghĩ là chị khó từ bé gì là chứng tỏ cái tuổi trẻ chị chọn người yêu cũng khó lắm hả? Khó lắm. Lúc chị còn trẻ á, mà ai mà thích chị á, mà quen mà chị thấy trước mắt là thấy cái bề ngoài cũng được được ha. Xong rồi bắt đầu mới là nhìn kỹ nè, nhìn móng tay coi có đất không. Rồi soi dữ vậy đó hả? Rồi cái soi người ta kỹ quá rồi cuối cùng có quen được nhiều không? Khi còn trẻ thì cũng quen nhiều. Đến bây giờ thì thật sự đó chị đã mỏi mệt rồi. Chị thấy bây giờ mình lớn tuổi mình ở với con mình thì chị thấy vui hơn. Tiến tới người nào mà rồi nếu mà về ở với nhau mà lại không hợp chẳng lẽ lại thôi nữa. Mà nếu cam chịu thì sao chịu nổi. Thôi tốt nhất là bây giờ sống một mình. Mỗi lần buồn á, anh chị cách nghĩa của chị đó là kêu lên nhà chơi ăn uống, uống mấy chai bia rồi đi về. Chị có đứa con gái với đứa con trai cũng lớn rồi. Cũng không bao giờ khuyên hay khuyến khích mẹ đi theo bước nữa hay là kiếm không. Một người bạn đời vậy? Không. Nó tóm lại hai con chị, nó tin tưởng cái sự quyết định của chị. Nhưng mà chị nghĩ là chắc nó cũng không muốn đâu. Tại vì nó thấy trong chuyện tình cảm chị nó không có tốt. Buồn nhiều hơn là vui. Cho nên nó nghĩ là mẹ ở vậy chẳng lẽ tốt hơn. Em thấy chị cái tính cách là thứ nhất là khó. Thứ hai là hay bi lụy mà dễ khóc nữa. Nên là cái người đàn ông nào mà đến với chị á, mà lỡ chị làm tổn thương chị cái là xong luôn rồi, nó lên đường. Chị tình cảm nhưng mà chị không có lụy tình. Khi mà chị đã quyết định chị cắt đứt thì chị cắt đứt. Dầu cho chị có khổ cỡ nào đem về khóc cả tháng cả năm trời. Nhưng mà vẫn bỏ. Bao lâu rồi chị có chưa trở lại Việt Nam? Chị về năm 2000, chị về chị thăm ba chị đó. Là tới bây giờ chưa về lại chưa luôn? Chưa về. Cái đợt năm 2000 chị về chị thăm ba chị đó. Lúc đó ba chị bệnh đó. Mà chị không có dám cho ai biết hết á. Tại vì sợ biết rồi người ta kêu chị chạy xô. Rồi chị về chị từ chối đó thì chị ngại quá cho nên chị trốn. Chị không có cho ai biết chị về hết trơn á chị. Cái lúc mà thời điểm mà chị mới vừa bắt đầu ở Mỹ nè, chị có đem theo một cái kỷ vật gì của nghề nghiệp á đem qua Mỹ không? Có, chị đem đồ hát, chị đem mấy thùng đồ hát chứ đem tuồng. Ngày xưa bên Việt Nam đó chị có cả trăm cuốn tuồng luôn vậy đó. Trời nguyên ơi. tuồng á. Mấy cái đó nặng lắm luôn á. Đúng rồi, nặng lắm mà chị na theo đó. Đi đâu chị cũng na theo hết trơn á. Đối với chị á, quý giá lắm. Tại vì những cái cuốn tuồng đó là của mấy bác hồi xưa soạn giả, bác Diễn Châu, rồi bác Hà Triều Hoa Phượng, rồi bác Nguyễn Kiều Tấm Vân đó, rồi bà nội Bảy Phùng Há. Đó, cái đó là những cái mà chị thấy rất là cần phải đi theo bên mình chị. Hôm nay thì thật sự là Nga rất là vui và cái cảm xúc mình rất là đông đầy. Tại vì mình đến một nhà nữ nghệ sĩ mà hồi bé Nga rất là thích coi chị. Coi là cái cách của chị diễn lúc nào chị cũng nhẹ nhàng mà chị rất là cái kiểu giống như là con người mà giống như là ở đâu trên trời rất xuống nghĩa gọi là tiên á. Giống như em nói là cái cô này giống như cô tiên vậy đó. Nhưng mà Nga nhớ cái thời đó là chị đã được cái biệt danh gọi là thần đồng cải lương. Có nghĩa là chị đi theo cải lương từ lúc bao nhiêu tuổi chị? Nếu mà tính là chị đi hát với ba mẹ chị năm chị 4 tuổi. Cái lúc đó là 4 tuổi là chị đi theo ba mẹ ở đoàn Thanh Nga đó. Má Thanh Nga đó mới nói là giờ con dám hát mở màn không? Hát trước khi mà tuồng á. Ồ vậy đó hả? Là chị ra chị hát. Chị hát cái túp lều lý tưởng. Thuộc hết luôn. Rồi chị nhảy luôn dữ lắm. Thì chị nghe ba mẹ chị kể. Chứ chị 4 tuổi chị đâu nhớ. Mẹ chị kể là chị thích lắm. Là hay mở màn ra là 4-5 tuổi là bắt đầu là đi tìm chị là không thấy đâu. Là cuối cùng là thấy chị ở cánh gà đó. Chị ngồi cánh gà. Chị coi hết nguyên tuồng luôn. Giai nào chị cũng thuộc hết. Là chị, giống như chị đã mê. Cái đam mê. Chị đã mê tự trong máu rồi. Chị đi theo ba mẹ đến năm chị 8 tuổi. Thì chị đi về nhà. Chị học. Học văn hóa. Thì chị vừa đi học thì chị vừa đóng phim. Đóng phim Sống Tình với lại cô Thẩm Thúy Hằng với tài tử bên Hồng Kông. Chị cũng có đóng phim, một cái phim với
với má tham gia cái phim Người Cô Đơn. Khoảng thời gian đó thì là bác nhà báo Trần Tấn Quốc á, thì là mới cho chị một cái giải là giải thần đồng. À lúc đó là lúc chị 8 tuổi thôi. Còn nhỏ mà chị được cái mệnh danh là thần đồng cải lương á, chị có thích với cái tên đó không? Và chị có cảm thấy là mình hãnh diện khi là mình còn thích bé lắm. Ôi vậy hả? Hãnh diện lắm. Nghe người ta kêu kìa thần đồng thanh tâm kìa là khoái lắm luôn. Cái lúc 8 tuổi là chị về nhà chị học, cho đến năm 15 tuổi thì bà nội bà Phùng Há mới đưa chị vô thi ở trường trường nghệ thuật sân khấu. Thì lúc đó là 15 tuổi là trường không có nhận, trường chỉ nhận từ 16 tuổi. Thế lúc đó bà nội Phùng Há mới đưa chị qua trường Vũ Trang. Thì lúc đó là trường Vũ Trang nhận chị. Chị vừa đi học nghệ thuật, chị vừa học văn hóa. Chị ra trường á, là năm 81 đó, là bắt đầu là chị bổ túc lên tới lớp 12. Từ năm 81 là chị đi hát luôn tới giờ luôn. 15 tuổi 15, là chị 15. Vô trường Trần Vũ Trang chị học, yeah. Học 3 năm. Trong quá trình đó là mình cũng vừa đi học mà vừa đi diễn. Đúng, thì chị đi học ở Trần Vũ Trang là có những mỗi ngày là có cái giờ học văn hóa. Chị 18 tuổi là ra trường, tốt nghiệp ra trường đó. Nguyên một cái trường của chị là coi như tốt nghiệp 40 mấy người. Ở trong đó có Dân Hà với Chí Linh đó. Chí Linh, em của chị Tài Linh đó, yeah. Dân Hà là bạn cùng khóa hốt lớn với chị đó. Ba mẹ chị là cũng là một trong những nghệ sĩ cải lương rất là nổi tiếng. Mà chị cũng là con nhà nòi đó. Ba chị là nghệ sĩ Nam Hùng. Mẹ chị là nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Chị theo nghề chị có bị áp lực cái bóng của cha mẹ không? Chị không có áp lực gì hết á. Chị thích thì chị theo nghề thôi. Nhưng mà tất nhiên là nếu không có ba mẹ chị làm sao có chị, làm sao có cái nghề của chị. Áp lực rồi cái tên tuổi ba mẹ chị thì chị chưa nghĩ tới. Chị nghĩ là ngày hôm nay chị có được cái tên của chị mà khán giả thương mến chị là cũng nhờ thầy cô dạy dỗ chị, ba mẹ dạy dỗ chị, rồi khán giả cho chị cái tình thương. Tính ra là chị đã kiếm tiền được từ bé đúng không? Mà cái thu nhập của chị hồi đó mà chị biệt danh thần đồng thì em nghĩ chắc là thu nhập chị rất là nhiều đúng không? Chị không rành lắm, tại vì lúc đó là ba mẹ chị lấy tiền hết luôn á, chứ chị không có rành. Chị không có biết. Em biết không, chị không có biết xài tiền luôn á. Sau này chị có cái lúc chị lập gia đình mà chị cũng chưa biết xài tiền luôn đó. Trời, dễ thương dữ vậy hả? Không biết xài tiền. Thì trong cái cuộc đời của chị á, nếu mà con đường sự nghiệp của chị á, tính ra là từ năm 4 tuổi tới năm nay là tổng cộng là bao nhiêu năm ta? Năm nay chị 60 tuổi thì wow. Là 40 mấy năm rồi. 40 năm chỗ? Gần 50 năm. Mà nhìn chị trẻ thì có. Chị già rồi. Nếu mà nói 60 không ai tin luôn á. Ôi, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trước mặt Nga là đang ngồi đây là 60 tuổi của chị. Nãy giờ Nga đang nghĩ trong đầu Nga này chắc chị năm nay chắc cũng trên 50 chút. Mà trong cái quá trình mà chị hoạt động nghệ thuật đó là chị thấy có cái kỷ niệm nào mà cho mình buồn nhất, hoặc là cái kỷ niệm nào mà chị nhớ là chị thấy vui nhất? Con đường hoạt động của chị buồn cũng nhiều, nhưng mà vui thì cũng nhiều. Giống như ông trời cho mình cái điều gì mà thật sự là tốt đẹp, may mắn thì sẽ lấy mình cái khác. Thì chị đúng là mình được cái hào quang, thì đúng phía rồi. Sau hào quang mình sẽ rất nhưng là đẹp. Nhưng mà thật sự cái tận ở trong lòng chị, trong suy nghĩ chị từ nhỏ đến bây giờ đó, cái hào quang đó là tự chị mê nghề, chị cố gắng chị hát thôi, chứ thật sự là chị không có thích cái hào quang. Tại vì mỗi lần một cái hào quang, một cái điều gì á là ở trong nghề nghiệp chị tới đó, thì y như rằng sau đó nó sẽ có một cái điều mà nó không may mắn đến với chị, nhất là cái chuyện tình cảm. Trong cuộc đời đi hát của chị ha, mấy chục năm rồi, đã có rất nhiều lần chị nói là chị sẽ xin trí tổ nghiệp cho chị đừng đi hát nữa. Tại vì chị cũng buồn nhiều đó. Nhưng mà em thấy em cuối cùng tổ nghiệp đâu cho đâu. Rồi cuối cùng cũng không có làm được cái điều đó. Mà thật sự cái gương mặt của chị ấy, diễn thì nhẹ nhàng nhưng mà lúc nào nó cũng có cái nét nó hơi đượm đượm buồn á chị. Có ai nói chị điều đó không? Khán giả thích chị đóng mấy cái vai khổ đó. Vai khổ, nhưng mà chị ấy, thì chị thích trải nghiệm nhiều vai, nhiều cái tính cách khác nhau. Có một cái thời gian là chị hát cái vai tính cách đó, khán giả không chịu. Không thích? Khán giả không thích. Khán giả nói là không có thích đóng mấy cái vai dữ. Con chị với thằng con chị là con gái có theo nghề có thích không? Thì lúc hồi nhỏ nó thích lắm. Tối là thỉnh thoảng chị cho nó vô đoàn chơi đó, nó thích lắm luôn. Mà chị thấy nó thích quá cái chị sợ. Ồ vậy hả? Tại chị không muốn. Chị không muốn cho nó theo nghề chị. Chị muốn cho nó đi học. Tại vì chị thì chị không có được học tới nơi tới chốn. Học tới lớp 12 thôi.
chưa có được lấy bằng đại học, chưa có được tới nơi tới chốn, cho nên chị muốn con chị hướng nó theo cái vấn đề học. Khi mà chị thấy thích quá là bắt đầu là chị không cho đi vô nữa. Nó vô đoàn là đó, cây dao cũng vậy, vô đoàn là theo thời Mỹ, thích thời Mỹ lắm, rồi Tần Kim Tuyền cũng vậy. Chị làm như vậy, chị có thấy là mình nghiệt ngã đối với con cái không? Tại vì ngay từ bé ba mẹ chị rất là thoải mái cho cái sự chọn lựa của chị, mà chị cũng là một người nghệ sĩ thành công, thì cắt cớ gì mà con mình nó theo, chắc như mình bị sợ. Bây giờ em nghĩ đi, bên Tân Nhạc thì chị không biết nhiều, ở bên kịch thì chị cũng không biết nhiều, như hầu như bên cải lương á, những người mà đi cái bộ môn nghệ thuật cải lương đó, em thấy cuối đời người ta rất là khó khăn không? Chị đã thấy từ lâu rồi, chị đã hiểu được từ lâu, cho nên chị muốn con chị đó, nó sau này nó học đến nơi đến chốn đó, nó có bằng đại học để nó lo cho tương lai của nó, thì chị nghĩ nó sẽ vững chắc hơn là bây giờ nó đi theo con đường nghệ thuật của chị. Nói chính xác nghệ thuật đó, chỉ có một thời thôi. Cái thời lúc còn trẻ, mình còn son sắc, mình còn khỏe, hơi ca, mình vẫn còn tốt. Đến khi cái tuổi nào đó là tự trọng nó bị đào thải à. Cái lo lắng của chị đôi lúc em thấy nó cũng có cái đúng. Mà cải lương là giống như là một cái ngành nghề rất là, sau này là gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn lắm, rồi hát bội nè, rồi tuồng cổ, rồi cải lương. Thì cái bộ môn này đó là sau này là mình phải giữ nó. Cho nên khi mà chị bước chân qua Mỹ, chị nghĩ là đi hát là cái nghề phụ thôi, công việc đi làm mới là cái nghề chính. Thì có show thì mình đi, không có thì mình đi làm thôi. Quá trình mà đi diễn cải lương á, thì em thấy là chị với anh Vũ Linh á, là giống như một cái cặp, giống như người ta gọi là cặp sống thần á. Thì trong cái quá trình mà chị với ảnh đi diễn á, ăn ý trên sân khấu, nhưng mà ngoài đời thì là chị với ảnh có cái sự thân thiết không, hay có những cái kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất về cái sự nghiệp đi diễn với anh Vũ Linh không? Đối với anh Linh á, thì mà không phải riêng cá nhân mình chị, anh Linh anh hát rất là nhiều cô đào, giống như chị Tài Linh, rồi chị Phương Hồng Thủy, rồi Ngọc Quyền, rồi Thoại Mỹ, rồi sau này là Tú Sương với Trinh Trinh. Ai mà hát chung với Linh cũng đều thích hết á. Tại vì ảnh hát, ảnh rất là nâng đỡ cho cái người bạn diễn. Từ cái chỗ nâng đỡ sau đó đó thì sẽ thành cái diễn mà liên kết với nhau. Mà cái thời điểm đó em có nghe nói là chị với anh Vũ Linh là hai người có yêu nhau à? Thì cái đó là tình yêu trên sân khấu thôi. Ra đời chị với ảnh cũng cãi miết hả? Thì đó là cái góc khuất phía sau hậu trường á. Nhiều khi chị không cãi nhau hả? Là không có nhìn mặt nhau luôn á. Đồ ghê mặt vậy? Mặt lớn mặt nhỏ, nhưng mà bắt đầu cái cảnh kia ra là phải ôm nhau, phải thân thiết. Ủa vậy hả? Có nghĩa là ở trong và vừa diễn ở trong hậu trường là cự nhau, xong ra là phải ôm nhau. Ôm nhau thân thiết lắm. Mà diễn mùa bẩn luôn. Mùa bẩn luôn, rồi chừng dứt cái cảnh đó xong vô là giận tiếp. Vậy đó. Cho vui vậy. Ủa rồi có khi nào giận nhau mức độ mà là không có muốn diễn chung với nhau nữa không chị? Cũng có một đôi lần nhưng mà cái đó là cái sự hiểu lầm thôi. Nó không có đáng để mình để trong đầu. Nhưng mà em biết không, những cái chuyện mà giống như đang cãi nhau ở trong hậu trường đó, ra sân khấu đó là mình hát tình tứ mùi mẫn á, cái đó không phải là giả tạo đâu. Nhưng mà tại vì khi em bước ra sân khấu á, chị không phải là chị nữa, mà em không phải là em, mà em là một cái nhân vật của trong đó. Là khi gặp người chồng của mình, hoặc là khi gặp giống như chị diễn cái Hoàng Dân Phu với anh Vũ Linh vậy đó. Thì ví dụ như hai đứa mới cãi nhau trong đây, giận không có ngó mặt, nhưng khi bước ra sân khấu thì là tự nhiên chị không phải là Thanh Tâm nữa, mà anh Vũ Linh không phải là Vũ Linh, mà là chị là Thanh, còn anh Vũ Linh là Vịnh. Phải đi đừng có ai chờ, đừng có ai đợi, sớm đã lúc chẳng mơ không còn lối đi về. Cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay là Thúy Nga có một cái buổi đến đây thăm nhà của nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Tâm, thì cũng và chị đã chia sẻ những câu chuyện rất là chân tình, đến làm đến giờ đói. Chị cho em qua bếp để em thưởng thức đồ ăn nha. Chị hay nấu ăn thường xuyên không, hay là lâu lâu mới nấu một không lần? Không có đâu, chị phải nấu cho con chị ăn, sáng nào chị cũng phải nấu, ngày nào chị cũng nấu luôn. 10 năm nay là chị qua Mỹ là vậy luôn. Chị giống ba chị là thích nấu ăn. Chị thích nấu ăn từ nhỏ luôn. Chợ nó có gần đây không chị? Gần. Lúc có trước chợ ở dưới thì chị hay đi chợ, chị hay đi chợ Hồng Kông á, đi chợ Tân Bình đó. Xong chị về đây, chị về ở Khedy thì cũng có cái chợ Cà Mau. Cũng gần đây luôn hả chị? Cũng gần đây luôn, chị đi chợ 12 phút. Chị một tuần á, chị làm có 5 ngày thôi, chị ốp 2 ngày.
con chị nó cũng ốp giống chị luôn, để ba mẹ con đi ăn đi uống ở ngoài. Chị có bún ngon quá chị ơi. Chị nấu cái vị y chang Việt Nam luôn á. Nên nếm được cái mùi y chang luôn. Hai người con của chị á là có thích cái khẩu vị của mẹ không? Hay là qua tới Mỹ đó giờ thích ăn đồ Mỹ mà không muốn ăn đồ của mẹ nó? Nó ăn quen, chị đã nấu từ hồi nhỏ. Chị ở nhà chị nấu lẩu mắm đó. Là chỉ có chị nấu là nó ăn, nó ra ngoài nó ăn nó nói không có ngon. Chị, nãy giờ em trò chuyện với chị á, em quên, chị hát một câu giọng cổ cho em nghe lại đi. Trời đất ơi. Em năn nỉ chị luôn á. Ok, chị ca một câu ở trong cái bài Tài Khanh Cho Tuấn nha. Dạ. Cái bài này xưa mẹ của chị đó là lấy cái giải Thanh Tâm. Năm mẹ chị có 16 tuổi thôi. Dạ. Mẹ chị nổi tiếng cái bài này. Ai nức nở vì giọng đàn tư mà nhạc sầu vương theo chiếc lá lạnh lùng rơi. Đang làm chi buồn lắm thoải khanh ơi, ta rai rước bồi hồi xa ngấn lệ. Cầm chiếc đàn lớn nghiêng vai cõng mẹ, tìm người thương khắp cả bốn phương trời. Mẹ ơi đôi mắt của con nay đã mù rồi, chiếc tỳ ba chùm dây lông phim vẫn u hoài theo những giọt mưa rơi. Đường sáng tề diệu vời xa xôi, tiếng ve ngâm hòa lẫn tiếng sạc sào của những chiếc lá vàng rơi giữa một chiều thu trên đường về biên ải. Trời ơi, chị vừa ca lên mà da gà em nó nổi lên hết trơn luôn á. Bao nhiêu lâu mà theo nghề như vậy mà lâu nay chị không có đi hát nhiều rồi, chị có bị cảm giác là mình quên những cái bài ca của mình? Quên không? Chứ mà mỗi lần mà chị có show là chị phải tập lại. Là phải tập chị lại. Chị phải mỗi ngày mỗi ca cho nó ra cái hơi. Bao năm hoạt động ngành nghệ thuật cải lương đó, chị có làm một cái show riêng của mình lần nào chưa chị? Chị không thích làm live show cho chị. Chị thích làm cái chương trình tổng hợp có đầy đủ nghệ sĩ thôi à. Nhưng mà có bao giờ chị nghĩ từ đây tới già chị phải có một cái show riêng cho chị không? Không. Không luôn. Chị không thích. Chị cái tên mà Thanh Thanh Tâm á, là cái tên đó là từ sanh là cha mẹ đặt hay là cái nghệ danh của chị đi làm nghề? Đó là nghệ danh của chị, tên trong của chị là Thanh. Ba mẹ đặt cho chị là Nguyễn Thị Thanh Thanh. Thì cái lúc mà mẹ chị cấn bầu chị á, là mẹ chị lãnh giải huy chương vàng giải Thanh Tâm. Là cái thời điểm đó là má Thanh Nga rồi mẹ chị rồi nhiều nghệ sĩ là giải Thanh Tâm lắm. Dạ. Thì để kỷ niệm cái năm mà mẹ chị sanh chị đó. Thì mẹ chị mới lấy cái chữ Thanh Tâm cộng thêm cái chữ Thanh nữa là Thanh Thanh Tâm. Cuối cùng là từ cái tên đó là nó vận vô cái nghề chị luôn á. Đúng rồi. Em nhớ là có câu chuyện là trong năm 2020 á, là hình như là ba của chị mất á. Là cái thời điểm đó 21. Là 21 đúng rồi. Là trúng cái mùa đại dịch Covid đó. Đúng rồi, chị mới vừa về thăm ba chị trở qua đây tháng sau là bên Việt Nam là đầy hết luôn. Là xong rồi tới ba chị mất. Thì đầu năm 21 là ba chị mất. Là chị không về được hả chị? Không về được. Tại chị đã biết trước ba chị không có khỏe rồi cho nên năm 2000 chị mới về. Ba chị nhiều bệnh lắm. Ba chị bị suyễn đó là mấy chục năm rồi. Ba chị uống thuốc suyễn nhiều quá cho nên nó biến chứng qua tiểu đường, qua gan. Rồi cái thời điểm đó đó chị không về được rồi cái cảm xúc mình nó làm sao? Thì chị buồn, nhưng mà chị đã có sự chuẩn bị rồi. Thì bên kia cúng, bên đây chị cũng cúng. Cái ngày mà cúng bên kia hoàng ba chị á, bên đây chị cũng lập cái bàn thờ. Dạ. Chị để tang. Con chị, hai đứa con để tang cúng ông ngoại. Rồi từ hôm cái dịch tới giờ là chị vẫn chưa về lại Việt Nam đúng không?